Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện nốt cái phần cuối trong series hướng dẫn thiết kế tủ tạm kiosk dạng trong nhà và ngoài trời. Thì như hôm trước thì các bạn có theo dõi thì mình đi làm đến phần 4 rồi. Còn phần này là phần số 5 và phần cuối cùng. Thì đây là cái phần mình đã hoàn thiện xong, anh em tham khảo. Mình đã thêm cho các bạn cái nóc và cái đế để các bạn làm phong ngoài trời. Đấy, còn này cánh cửa. Cánh cửa thì các bạn nhớ là lắp ở sau cùng các bạn mới xoay được như vậy nha. Đấy. Phần cuối này nó cũng không có gì là đáng lo ngại cả. Thì cái phần này chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Đấy, như hôm trước là các bạn đã làm được phần mặt cửa này. Còn phần mặt lưng sau thì như mình đã nói thì các bạn hoàn toàn có thể tận dụng những cái cây mà thành các cái thanh ghép mà các bạn đã làm ở trước. Ở đây thanh chia này, thanh đứng bên trái và thanh đứng ghép ở bên phải này, các bạn hoàn toàn có thể tận dụng ở cái mà cái khung nhỏ ở bên đấy, bên góc đây các bạn ấy, các bạn sẽ tận dụng cây này với cái này cho cái này đấy, cái thanh chia thì các bạn tận dụng cái thanh kia chia hông bên đấy, còn tấm hông có tấm lưng thì các bạn làm kích thước giống cái cửa, nhưng mà cái phần đây là các bạn sẽ bắt ốc không phải là bắt bản lề nhá. Đây chúng ta nói sơ qua về cái phần mặt lưng. Đấy, như cái cây thanh ngang trên và thanh ngang dưới như hôm trước mình đã phần vừa giới thiệu ở phần 4 thì nó hoàn toàn giống với phần mặt cửa, nhưng mà ở phần sau lưng á, thì các bạn có những cái lỗ để bắt tấm ốp lưng vào. Đấy, 1096 đây, nó hoàn toàn giống nha các bạn. Đây các bạn chỉ việc thêm những cái lỗ để bắt tấm hông vào. Ở đây mình sẽ đo lại cho kích thước các bạn cái lỗ này để các bạn, nếu các bạn quên thì các bạn có thể tham khảo. Đây ở cái lỗ này là cái cây mép này là 101, cái cây mép ngoài là 12.5 và bước của cái lỗ này là 300, lỗ giữa là 252. Cái lỗ tiếp theo là cách đều là 300 nha các bạn. Đấy. Đây. Ok, sau khi như vậy thì các bạn sẽ lấy cái đứng ghép khung. Các bạn ghép vào sẽ được một cái phần sau này. Đấy, mình đã ghép ở đây. Đấy. Còn kích thước của cái tấm ốp lưng ấy, thì các bạn làm gần bằng luôn cái cửa mặt trước cho con mình. Và cái các bạn chú ý cái khoảng cách này là 300 đúng không? Mình mới đo xong là 300. Đấy, cái này hoàn toàn các bạn có thể tự làm và lấy cái tấm hông ở hai bên các bạn sửa thành cái tấm ốp lưng. Đấy, các bạn làm đối xứng qua cái hàng dọc nữa là các bạn đã được hai lỗ hai bên. Đấy, đúng không? Các bạn hoàn toàn có thể tận dụng cái hông. Mời các bạn kéo kích thước nhỏ lại theo đúng kích thước 490 như hôm trước mình làm. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến cái phần đế tủ trước. Thì cái đế tủ là cũng là đơn giản nha các bạn. Đấy, các bạn sẽ tạo một cái sketch như thế này. Ở đây chúng ta quan tâm đến cái phần chiều dài và chiều rộng của cái đế. Ở đây là chiều rộng tủ là 2m, còn chiều dài là chiều sâu là 1m8. Đấy, như vậy là các bạn có thể có cái đế là 2m và 1m8. Đấy. Ở
Rồi các bạn, sau đó các bạn sẽ offset vào 50 và các bạn sẽ bit nó lên và vào set metal và các bạn bit nó lên 2 ly. Đây mình đang làm tôn 2 ly mà đúng không? Rồi ok. Cái phần này các bạn offset nó vào 50 được bình thường thôi. Và sau đó các bạn bit nó đây. Đấy. Và các bạn đã được một cái phần biên giảng ở mặt dưới. Sau khi bit nó lên thì các bạn sẽ đây, mình đang bit là 2 ly nha các bạn. Đây, thấy không? Các bạn mình bit lên. Độ dày 2 ly. Sau đó mình sẽ dùng lệnh meter plane. Đấy. Về một socket chân lên thôi. Ở đây 96, mình đang để đế cao là 100. Đấy, ở dưới là 2 ly, mình đang làm 96 và trên chân phụ bì nó thành 100. Và cái phần bề rộng ở phía trên thì nó bằng phía dưới luôn. Ở đây có cái lỗ bắt xuống nền và bắt liên kết với cái tủ. Nhưng mà cái lỗ này các bạn nhớ tránh cái phần mối hàn nha. Hiện tại mình đang để như giữa nên rơi vào cái mối hàn thì các bạn phải chỉnh ra nha. Đây, đây là cái đế khi mà các bạn lắp ghép vào cái dưới cái đáy tủ. Các bạn lắp ghép thì các bạn khá đơn giản, các bạn dùng ràng buộc tiếp xúc giữa cái đế và cái cây ngang và cây dọc dưới thôi. Rồi còn cái phần cái nóc tủ nó như thế nào? Cái nóc tủ đây các bạn, cái nóc tủ thì do kích thước lớn các bạn phải chia đôi ra. Đây mình đang vẽ là một nguyên khối, nhưng mà khi mà thực hiện các bạn phải, vì cái khổ tôn của các bạn không thể lớn được hơn 2m, với cái khổ 2m chiều dọc thì các bạn chiều x thì các bạn có thể được, còn chiều y thì cái khổ thường thường nó sẽ rơi vào 1250 1230 chứ không có lại 1m8 đúng không các bạn. Đấy, đấy cái cuộn tôn của nó này, nó sẽ không có đủ hai kích thước nó dài như vậy, cho nên các bạn phải chia đôi ra rồi các bạn hàn kín kết lại, chia đôi nửa tấm. Đấy, ở đây cái 2m4 mình đang làm nó rộng ra mỗi bên là 200mm. Đấy. Đấy, có nghĩa là cách cái mép nóc thì cách cái mép phía tủ là 200, cách đều nhau. Đấy, sau đó các bạn sẽ vẽ một cái socket này. Socket này là các bạn chấn cạnh lên nhá, rồi các bạn sẽ edit nó. Đây, ở đây các bạn mình edit cái phần này. Đây, sau khi các bạn chấn cạnh hai bên hông lên thì các bạn vào edit. Các bạn sửa kích thước này là 100 300. Đấy. Cái này kích thước này tùy các bạn nhé. Cái này là mình đang làm mẫu thôi. Đấy. Rồi các bạn cũng chấn cạnh bên kia cũng như vậy. Và các bạn chấn cạnh ở phía trước và phía sau lên 100. Ở đây. Đấy, mình nghe đi cho các bạn. Các bạn sẽ chấn cạnh. Thường thì các bạn sẽ tách đôi ra, chia nửa cái nóc ra và các bạn chấn lên như thế này. Sau đó các bạn sẽ lấy hai cái mái ở phía trên hàn lại với cái phần lúc nãy, là các bạn đã được một cái nóc. Vì cái nóc nó to mà đúng không các bạn? Đấy, các bạn phải hàn chắp rồi. Đấy. Phần liên kết giữa cái nóc và cái tủ thì các bạn sẽ rằng do mình khoảng cái tủ to này, các bạn sẽ mỗi cái bên cạnh vậy, các bạn liên kết cho mình 3 con ốc hoặc 4 con để cho nó chắc. Đây mình hiện tại đang làm 4 góc 4 con thì nó đang rất yếu nha, mình đang chỉ thể hiện sơ bộ thôi. Rồi sau đó các bạn sẽ về một socket ở bên phía cái cạnh chấn này.
rồi các bạn biết nó ra theo cái hướng up to face. Đấy, up to face. Đến cái phần mặt phẳng này thì các bạn đã có một cái mái ở phía trên. Cái mái này các bạn tách rời nha, vì nó đang rất là dài nên các bạn sẽ chia thành hai miếng và các bạn sẽ hàn kéo lên, vì nó là kích thước to đúng không, các bạn sẽ phải kéo ra. Rồi khi đấy các bạn sẽ có một cái nóc ở đây, thì các bạn có thể khi mà các bạn lắp ghép giữa cái tủ với cái nóc này, các bạn sẽ có thể lắp ghép đồng tâm giữa bốn cái những cái lỗ trên cái thân canh dọc và cái ngang của tủ với đồng tâm với những cái lỗ trên phía nóc để mà liên kết với nhau. Đấy. Hoặc là các bạn có thể lắp ghép khoảng cách 200, trước 200 và sau 200. Đây, cái phần này mình đã hoàn thiện rồi. Đấy. Các bạn có thể tham khảo. Như vậy là cái phần series hướng dẫn này cũng đã đến đây cũng đã hoàn thiện. Thì phần về phần cái bát để mà các móc cái cầu với tủ lên, các bạn có thể chấn chữ Z ốc vào cái phần má hai bên hông của cái nóc nha. Rồi lúc này sẽ cái khi mà cầu tủ lên nó sẽ móc lên, các bạn dùng thép dày lên, thép dày lên để chịu lực tối đa mà các bạn sẽ bắt liên kết bằng ốc thì nó hay hơn. Các bạn hàn thì phải hàn kéo nhiều, hoặc là các bạn hàn một cái bản thẳng vậy. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.